ta làm một cái phần cái phần to của bố này. Bố đi làm sao nhờ? Hân hân chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh video Đức Phúc Trần. Kính thưa quý vị, video này Đức Phúc Trần tôi xin mời quý vị sẽ cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi. Chúng ta sẽ tham quan viếng khu vực làng Sen, quê nội bác nha. Hôm nay Đức Phúc Trần tôi đi vào dịp rất là đặc biệt thưa quý vị. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, sinh nhật của bác. Thưa quý vị, như là anh chia sẻ thì hôm nay là ngày sinh nhật bác. Chính vì thế là sáng nay thì họ đã tổ chức cái lễ trọng thể ở trong khu vực này. Thưa quý vị, ở bên khuôn viên của làng Sen ở quê nội bác thì rộng lớn hơn. Và thưa quý vị, bên đây thì có khu vực đền thờ bác. Chính vì thế là sáng nay ở đây họ có tổ chức một cái lễ rất là lớn để kỷ niệm 128 năm ngày sinh bác ạ. Bên trong bức tường này đó là cái đền thờ bác ở tại khu vực làng Sen này. Đúng không? Dạ. Nhất thiết phải có ý nghĩa của nó là quan trọng. Đi đây xong rồi đi mùa hả? Dạ đúng rồi. Mấy người cứ say chụp ảnh cái là nó kéo dài thời gian đấy cháu. Dạ. Nên cháu phải ra. Dạ chưa. Dạ. Cái này là một cái căn nhà hàng xóm láng giềng của dạ nó bác. Di tích giếng cốc.
Lúc này đoàn chúng ta vừa đi thăm hoang tru quê ngoài. Đã đến nơi bác đã cất tiếng khóc sau đời và gắn bỏ 5 năm đầu tiên. Còn bây giờ cô chủ chúng ta dừng chân tại đây là di tích Làng Sen quê núi. Nơi đây bác gắn bỏ 5 năm thời niên thiếu, từ năm bác 11 cho đến năm 16 tuổi. Thưa quý đoàn, đến di tích Làng Sen này có lịch sử đã đời cách đây đã hơn 100 năm. Đó là vào khoa thiết hồi Tân Sửu năm 1901. Bố của bác Hồ là ông Nguyễn Sinh Trắc Kinh Thi và đổ ca từ học kỳ phải bác. Lần người đầu tiên đổ đánh qua các nước sáng, thì dân làng đã giúp công quỹ mua một ngôi nhà gỗ ngàn sáng từ cái mặt đất sống của làng là rộng 2.500m2 để phân cho ông có bà. Còn ngôi nhà ngàn dưới đó là bỏ qua một người em trai cùng cha hạ về ông Nguyễn Sinh Thuyền mừng cho em công thành danh toàn. Theo tục lệ ngày xưa là viên quý bãi tổ, cả gia đình bác Nguyễn Tu Vân Tu để về Làng Sen này sống từ năm 1901. Vì thế mà các cô chủ biết là ngày bác mình về thăm quê á, khi mà bà con treo được cổng nhà mình tấm biển nhà của Hồ Chủ tịch thì bác nói với rằng là không phải rồi, đấy là nhà ông phó bảng. Thì bác còn nói rằng nhờ cha được phó bảng thì mới có được vườn sống và nhà cao như thế này. Nhưng ngày về sống tại đây, gia đình bác chỉ còn có 4 cha con nữa. Mẹ với em trai của bác đều đã qua đời. Việc làm đầu tiên, bố bác lập bàn thờ để thương người vừa chết. Lát nữa vào thăm nhà, cô chủ thấy là cạnh bàn thờ ông có để một tấm biển là món quà cao quý mà vua Thanh Thái đã ban cho bố bác khi ông đổ phó bảng. Tấm biển đó được khắc ghi 4 chữ Hán đó là ân tử ninh gia, có nghĩa là ơn nhà vua ban về cho gia đình tốt. Bởi chúng ta biết cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan, 15 tuổi thì bà đánh xong, 33 tuổi bà khoảng quạt lợn, có 18 lúc gắn bỏ bên trong con. Cả cuộc đời bà tân tạo lắm đồng với một niềm mong ước, mong sống được tồn tại, các con được quân lực trưởng thành. Nhưng mà đến ngày ông vừa sinh thức được tồn tại thì năm nhất thì nó vẫn mà may được rồi mát này. Đặt tạm biệt vô lắm sẽ bật thơ của người là ông vừa sinh thức muốn bày tỏ lòng biệt thơ để thơ thơ. Nhưng mà sau này, khi cả anh trai chị Hải của bạn, cả cô Thanh và cầu Kim đều tham gia hoạt động yêu đương mà không ai để thơ thơ thơ. Nên, theo phong tục của địa phương, khi mất, cuộc hương khỏi trong cùng với hôm nay. Bỏ hoa tươi đang chúng ta về đến dâng lên bàn thờ của gia đình bạn ngày hôm nay chính là dâng lên hương hồn của cả bố mẹ, anh chị và em của mình. Về đây thì bố bạn làm nghề dạy học, ông là một nhà nho yêu đương. Bạn bè cũng là những chiến sĩ ông được nổi tiếng của sự nghề như có cụ Phan Quỳnh Châu, nhà cách đây cũng 10 km, cụ Đặng Nguyên Cẩn là bố của giáo sư Đặng Thái Mai và cử nhân Vương Thúc Quỷ là thầy giáo xẹp tuổi nhỏ của bác Hồ. Mỗi lúc nhà có khách, bố bạc vẫn thường tiếp khách các bộ phản cổ lệ được ra ngoài. Bạc người con nhỏ nhất thường được cha cho đứng bên cạnh để chơi cha sai vào lệ thuộc lệ càng tiếp khách. Vì thế hàng ngày bạc đặt lắng tai nghe những câu chuyện yêu đương của các bậc gia chủ được vận mệnh của nữ cha. Đó là tiên đề để sau này bạc của chúng ta suy ngẫm và lựa chọn con đường làm kịch bản của bạc. Có thể nói rằng nếu như hoang tru quê ngoài là nơi bạc rất tiếp khách cho đời, nơi có phần hình thành nhân cách cao tưởng và cả tính tuổi thơ, thì Làng Sen quê núi này là nơi có văn hình thành và nhấn nhóm tư tưởng yêu đương tư dân ban đầu của bác. Trong ngôi nhà này ngoài cha, bác chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người chị, đó là cô Nguyễn Thị Thanh, người đã từng thấy mẹ chăm sóc bác em khi mẹ qua đời. Người xưa vẫn thường nói, chị cả là bà em của quả không sai. Từ Vân Trung được với Làng Sen,
thì có một tung là con Khải nhà ông Phó Bằng, vừa đẹp người lại vừa đẹp thịt. Ngày xưa con Khải không được biệt trương, nhưng có tay rất sỏi chẳng hạn và có tay bất tuổi nào. Có nhiều chàng trai con quan, con nhà giàu có muốn sao khỏi về lập vợ, nhưng mà cô Thanh đều tự chủ. Cô tâm sự rằng gia đình tôi mẹ mất sớm, cha không đi vực được, là con cái lớn trong gia đình, nào làm con tôi xin nguyện ở vầy để phụng sự cha và chăm sóc gặp em Thanh. Tuổi thanh xuân, cô Thanh đã dành tròn để chăm lo cho vũ và các em của mình. Sau này khi ông sắp vào Huế, mang theo hai cậu con trai đi cùng, cô Thanh ở lại đây để trông nom ruộng vườn nhà cửa và tham gia cả vận động yêu đương. Cô bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần, bị tra tấn dã man và đày ải qua nhiều năm. Đến khi về già, cô Thanh mới được đảng tự do. Ba chị em của bác hội người hoạt động hội thư. Đến năm 46, khi được nhà độc lập một năm rồi, ở biên quê này anh chị bác mới nghe tin em trai của mình chính là chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô nói với ba con rằng chuyện này tôi phải ra Hà Nội tìm gặp cho bằng được Google hô xem có phải là cầu Thanh em tôi không. Không để cấp trên tôi xịn, cô Thanh lặng lẽ xuống cabin lấy vé tàu một mình khăn gói ra Hà Nội để tìm em. Giây phút hai chị em bạn gặp nhau sau hơn 40 năm xa cách, mừng mừng tuổi tôi. Nhưng mà chị cũng chỉ kịp nấu cho em mất được một bữa cơm thôi tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai. Bữa cơm cho chị tay chị nở sau 40 năm xa cách đó cũng chính là bữa cơm cuối cùng của hai chị em bạn. Chia tay em trai, cô Thanh phải sống cuộc sống giản dị như những người dân cả ở biên quê này. Bà con ở đây vẫn gọi cô là bạch hiên liệt sĩ, bông sen đặc lạc sen. Còn cậu cả khiên mà anh trai bạn thì chỉ hơn bạn chồng ta có 2 tuổi. Hai anh em bạn cùng học một lớp, cùng lớn lên với nhau nên tình cảm của anh em rất thân thiết. Cuộc đời của cậu khiêm cùng sống cô Thanh đó là cậu không lập gia đình mà cũng tích cực tham gia các hoạt động chống Pháp. Cậu khiêm cũng bị thực dân Pháp bắt, quản thúc tù đầy nhiều năm. Đến năm 41, khi được trả tự do thì khi đó cũng đã về già rồi. Năm 46, sau khi cô Thanh ra Hà Nội thăm em trở về, cậu khiêm cũng ra Hà Nội để tìm em. Có câu chuyện cảm động được kể lại rằng khi đến Bắc Bộ phủ, cậu khiêm gửi cho đồng chí Cảnh về một bức thư để chuyển đến tay bạn. Trong bức thư đó, cậu vẹn vẹn ghi có 3 chữ: Đạt Thăm Thành. Đạt Văn Thành là tên của bạn và anh trai tuổi nhỏ. Bạn nhận được tin anh đang thăm với người đang chủ trì một cuộc họp quan trọng. Mọi người thấy rõ bạn không sổ nổi sự xúc động. Đồng chí thư ký dẫn cậu khiêm về một căn phòng để chờ bạn. Mở cửa ra thấy anh trai, bạn chạy đến ôm chầm lấy. Nhưng mà bận việc nữa, có lẽ phải còn lâu anh. Sự bộn bề việc nữa, bạn không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng bạn được gặp anh trai của mình. Ngày 23 tháng 8 năm Canh Dần, tức năm 1950, cậu khiêm đã trút hơi thở cuối cùng tại làng sen này. Và lúc đó bác chúng ta đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới ở núi rừng Việt Bắc xa xôi. Được tin anh trai qua đời, nhưng bạn không thể về chiều tang anh đi. Đau lòng, bạn chỉ kịp gửi một bức điện tài núi để về chiều tang anh, gửi về cho bà con trong dòng tộc. Đủ xuống bức điện đó, bạn đã viết rằng: nghe tin anh cả, lòng tôi rất buồn rầu vì việc được nặng nhiều, được trả xa cách. Lúc anh đau yếu tôi không thể chăm nom, lúc anh tà thế tôi không thể lo điều. Than quê, tôi xin chịu tội bất để trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã phải hy sinh tình nhà vì phải làm việc. Bác xin bà con nguyên lượng tha thứ cho bác vì bận việc được bác phải hy sinh tình riêng của mình. Thế nhưng mà nỗi đau anh trai mất chứ đến ngày nhìn lại của bác. Chị bác ra đi vào ngày 23 tháng 3 năm Sảm Ngọ, tức năm 1954. Năm 54 chúng ta biết chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra ác liệt. Bận việc được nên bác lại không thể về chịu tang chị gái của mình được. Dù chỉ là người cuối cùng trong gia đình của bác ra đi. Mà đến năm hơn 50 năm xa quê, năm 1957, bạn mới có dịp trở về thăm quê hương lần đầu tiên. Mà ngày về anh ta của bạn đã mất được 7. Chị gái đã mất 3 năm rồi. Trong ngôi nhà này không còn một người thân nào ra để đón bạn. Ôi hôi nhân tư thủ vật, bạn mới nhớ những người thân. Nói chuyện với ba con bạn và sao anh quê hương nghĩa trọng tình cảm. 50 năm ấy, biết là bạn. Khi được bộ phản hữu,
là nơi nghỉ qua nhà bộ trưởng Bạc Nhân Sơn. Bạc hỏi bà con đi cùng rằng bộ phận đi hết nhưng hẳn thế rồi có phải không? Không trưởng. Đúng chứ phải. Bộ phận đó khi xác định bạc không có ai ở đây thì đã đem cho một người bà con trong họ sử dụng. Nhưng mong mua đứng về đốt lửa sưởi ấm thì vô tình hòa lâm chạy thêm một phần tầm hạn. Đưa về đây làm hiện vật, chúng ta cứ gặp tập quân lại cho bằng nhau. Sao đó bộ phận còn ngã được khoảng 10 phân hạn. Phải mất hơn một nửa tiền kỳ xác, bạc vẫn còn hiểu rõ. Có thể nói rằng quê hương với những kỷ niệm tuổi thơ luôn in sâu trong đá của bạn. Thưa với các cô chú, do bị đồng hoàn cả lịch sử mà hai ngôi nhà này có bác Hồ trong bậc thời gian đã từng vừa di chuyển qua hai nơi. Ngôi nhà năm gian có tay xin phép rất lang bản ý để lấy tiền nó có cho cả nhiệm quân lưu được. Còn ngôi nhà ngang bên dưới cầu kiếm đem cho một người bạn. Năm năm sau chúng ta phải tìm lại, đem chuộc về và dừng lại. Nhưng mà ngày đó thì không khá nhớ rõ, cổng nhà bạn mở ra lối. Theo rình như cả khu gian trong làng, chúng ta mở cổng nhà bạn phía sau. Ngày về tắm quê bạn bảo rằng, không phải rồi cô chủ ạ. Cổng của nhà bạn ở đằng kia. Hai bên cổng nhà bạn, một bên thì có hàng tre mình hào, bên kia có hàng sâm bụt. Trước cổng nhà có cây ổi quả sai mà ngọt, trước sân có cây bưởi. Đầu ngôi nhà ngang thì có một cây cam, còn sau ngôi nhà có một hàng công. Vừa theo lời bước của bạn, thì lúc đó chúng ta mới mở lại cổng, phân đông lại toàn bộ cây cổi đúng như vị trí của ngài sư. Và cuộc đối lần về này, có một đồng chí lãnh đạo của tỉnh Nghệ An xin phép bạn được trồng hoa rút vườn của bạn cho cảnh quan tiếp theo. Bạn cười vui vẻ rằng bạn đồng ý cho cô chủ trồng hoa, nhưng mà theo ý bạn thì hoa quay lại bạn thế. Như bạn có nói rằng đất nước chúng ta quá nghèo nên sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Bạn muốn tăng giá sản xuất để người dân có ngày mà người đã bác quên lắm thế trong mình tôi thấy làm bất cứ việc gì bạn có lúc thì thiệt tưởng cho dân chúng. Vì để cô chủ thầy lâm mua nào tức vậy chúng ta đều trồng hoa màu trong vườn của bạn. Trong một đời xa hoạt động xa quê bạn cô chỉ có dịp về thăm quê chỉ có lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1957 và lần thứ hai là vào mùa đông năm 1964 cùng chính là nhập ngũ. Lúc sinh thời bạn đã dành cho đồng bào miền Nam một tình cảm đặc biệt rồi. Bạn nói rằng miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Bạn luôn đau đớn thương thanh đồng miền Nam phải đi trước phía sau. Những năm của đời bạn một uống được cây được từ cây xưa mà đồng bào miền Nam được tặng. Người khao khát được một lần vào thăm đồng bào miền Nam, nhưng mà ở mong đạo của bạn chưa được thực hiện thì người đã đi xa. Hôm nay các cô chủ của chiến binh từ thành phố mang tâm của bạn, những người con phương Nam, chúng ta đã hành hương về trong quê hương của bạn Hồ trong một dịp đặc biệt và làm cả nửa kỷ niệm ngày trở về của bạn Hồ. Chúng ta đã về thăm lại hoa cô quê mẹ, làm thêm đưa ra thăm lại những nơi bạn đã cất tiếng khóc cho người và gắn bó những năm tháng lâu dài của tuổi thơ, quả là một chuyện rất lớn. Toàn bộ đều như tôi nhận thấy là sáng nay có chân thật tin tưởng tại đây. Các bạn anh chị em đang hiện tại xin gửi đến cô chủ lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc đoàn chúng ta có một chuyến hành hương về với quê hương của Bác Hồ thật là vui và yên nghỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhà ngày xưa lùn nhỉ. Nhà cổ. Trước kia chỉ có nhà lý. Mà đứng cho đám mà không sợ tôn tạo lại chứ đi mà đứng là hộ quần như này nhé, không sợ vậy nhưng mà vẫn đây có gì tốt ông này, còn có phải là muốn ăn mất chéo cái gì làm thấp này thôi không cao rồi. Thời xưa thì thế thôi, thời xưa thế sợ gió. À, thưa quý vị, như từ ở quê ngoại quý vị qua quê nội, chúng ta tham quan làng quê của bác, thì quý vị thấy rằng là ở đây chủ yếu là sẽ dân hoa, ít có được dân hương, và lâu lâu với thời tiết nắng nóng này thì ở trên mái nhà đều có phun nước để làm mát, bởi vì nhà của bác thì mái tranh vách lá cho nên ở đây người ta sẽ hạn chế về việc cháy, cho nên là các cô chú anh chị nào đi vào đây và có hút thuốc thì chúng ta sẽ hạn chế hút thuốc. Không, cái này là gió đấy. Hết nắng nhỉ em nhỉ, nó hết nắng chiều nay đợi tí này treo lên mồ mấy chục bớt. 1974 là tôi đang đi giữa Lương Sơn, đang đi giữa đường 6, nắng chang chang như đổ lửa mà mưa xuống tầm giá luôn, đúng ngày 19. Dạ, qua đây, vô đây trước này. Đây chụp hình tập thể đây. Chụp ở trong này nè. Dạ. Đây đoàn mình đứng ở trước cửa này chụp một tấm đây. Dạ đúng rồi. Nghe chứ bậc tam cấp vậy ạ. Anh Phú cũng đứng vào đội hình luôn. Dạ. Cao đứng trước, thấp đứng sau. Thấp đứng trước. Đây này, đây không mấy chị em đứng hàng dưới. Thấp về được Thank you.
Với nghĩa trên đó, đoàn đại biểu xuất sắc của chủ tịch tổng bí thư Hồ Chí Minh buổi lễ bắt đầu. Xin trân trọng kính mời ông Ngô Minh Giang, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn TNT sân hương. Xin mời. Xin mời quý vị cùng tạm biệt làng sen quê nội Bác nha.